Ngày 6 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an quận Tân Bình, Công an quận Tân Phú, Công an quận 12 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Thịnh, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, khoảng 10 giờ 44 ngày 5 tháng 8, chị N, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Tân Bình, là nhân viên bán hàng, đang đứng bán hàng ở cửa hàng sữa TH True Milk đường Cộng Hòa, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thì có một thanh niên đi bộ vào cửa hàng đứng lựa các hộp sữa trên kệ. Sau đó, nam thanh niên này đi vào chỗ chị N rồi cầm dao đe dọa, yêu cầu chị đưa tiền. Chị N không đưa tiền mà tìm cách hô hoán thì thanh niên nhanh chóng tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt điều tra truy xét. Công an xác định đối tượng tẩu thoát bằng xe máy về hướng Cộng Hòa Trường Chinh. Lãnh đạo phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi xảy ra vụ việc, lực lượng hình sự kích hoạt thông tin và thông báo nhận dạng phương tiện cho Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hồ Chí Minh tại các chốt trạm kiểm soát trên địa bàn để truy bắt đối tượng. Đến 17 giờ 45 cùng ngày, công an bắt được đối tượng Thịnh tại chốt phòng chống dịch ngã tư quốc lộ 1A, Phan Văn Hớn, quận 12. Qua làm việc, Thịnh thừa nhận thực hiện vụ cướp nói trên. Đồng thời, Thịnh khai cũng đã thực hiện một vụ cướp ngày 25 tháng 7 ở cửa hàng TH True Milk ở đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Bước đầu, đối tượng khai cướp được hơn 10 triệu đồng để tiêu xài.